Bỏ tiền ra xem phim Việt Nam là không tôn trọng công sức lao động của bản thân. Ai đó đã nói như vậy từ rất nhiều năm về trước và đáng buồn là đến tận bây giờ câu nói này vẫn nhiều khi đúng phết. Vậy thì phim Việt Nam đã làm được những gì và chưa làm được những gì? Đến khi nào thì xem phim Việt Nam mới gọi là dùng tiền đúng chỗ? Đến khi nào thì nó mới sánh ngang cường quốc Nam châu? Và đến khi nào thì phim Việt Nam mới thực sự được gọi là điện ảnh? Hôm nay tôi sẽ ngồi và nói vớ vẩn về vấn đề này. Để mà bắt đầu thì hãy lạm bàn một tí về điện ảnh đã. Điện ảnh là môn nghệ thuật thứ bảy. Nó là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh, âm nhạc và có khi là hội họa. Nó kích thích các giác quan của người xem thông qua những phương tiện kỹ thuật số khác nhau. Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ? Nhưng mà nó đơn giản thì nó là dùng một đoạn phim với đầy đủ hình ảnh và âm thanh để tạo cảm xúc cho khán giả. Đấy, điện ảnh đơn giản thế thôi. Vậy thì nó ra đời vào hoàn cảnh nào? Trong cái giai đoạn cuối thế kỷ 19 với sự phát triển của kỹ thuật, những chiếc máy quay ra đời. Tuy còn nhiều lùm xùm xung quanh việc ai là người chế tạo ra máy quay, nhưng mà theo các nhà sử học thì người chiến thắng trong các cuộc tranh chấp và cũng là người đặt nền móng cho sự phát triển của điện ảnh là Thomas Edison. Và lần đầu tiên mà người ta biết mua vé xem phim là gì, đấy là khi mà họ đi xem bộ phim có cái tên rất là Pháp này là Sortie de l'usine Lumière à Lyon. Thì tôi có thể phát âm sai được chưa? Nhưng mà nói chung là cái tên đấy đã nói được cái gốc gác thực sự của điện ảnh, đó là anh em nhà Lumière. Đoạn phim ghi lại cảnh những người công nhân rời khỏi nhà máy Lumière ở Lyon. Thực ra thì nó giống một đoạn phim tài liệu hơn là điện ảnh. Như chúng ta có thể thấy, điện ảnh thuở sơ khai chỉ là những hình ảnh chuyển động, không hề có âm thanh hay là màu sắc. Năm 1910, đạo diễn Griffith đã giúp điện ảnh lớn thêm một chút khi mà chuẩn hóa được những thuật ngữ điện ảnh và một cuộc cách mạng về kỹ thuật dàn dựng và kịch bản với tác phẩm The Birth of a Nation. Cho đến tận năm 1920, kỹ thuật thu âm đồng bộ cũng còn là một thứ gì đó xa vời. Những bộ phim đều yên tĩnh đến đáng sợ, đúng vậy, chính là phim cầm đấy. Các nghệ sĩ phải tạo ra âm thanh một cách đầy thủ công, hay khi để mà diễn tả những đoạn hội thoại thì họ phải dùng những bảng chữ. Và vào năm 1927, sau bao nỗ lực để mà đồng bộ hóa âm thanh cho phim ảnh, bộ phim có tiếng đầu tiên ra đời, The Jazz Singer. Khi các bộ phim đã có hình ảnh và âm thanh thì màu sắc là thứ tiếp theo được quan tâm. Cảm thấy chỉ có màu đen trắng thì là quá đơn điệu với thế giới thực. Đến năm 1950, các bộ phim màu bắt đầu xuất hiện phổ biến trong đại chúng. Năm 1965 là sự xuất hiện của máy quay phổ thông, nên điện ảnh của các nghệ sĩ nghiệp dư ra đời. Các bộ phim kinh phí thấp là nơi mà các đạo diễn thể hiện cá tính điện ảnh của mình. Hai người trụ cột của điện ảnh Mỹ lúc này là Ed Wood, Roger Corman. Hai người tiền bối đã đưa ra công chúng những cái tên nổi tiếng hiện nay như là Martin Scorsese, Peter Jackson. Đến cuối thế kỷ 20 thì điện ảnh có một bước tiến lớn, đấy là sự thay thế các máy quay phim truyền thống bằng các máy quay kỹ thuật số. Các kỹ xảo điện ảnh được sử dụng và xử lý tinh vi qua máy tính. Phim không còn là các cuộn phim như trước mà được lưu trữ trong ổ cứng máy tính. Vừa rồi là những thông tin bạn không thực sự cần biết nhưng mà tôi cứ kể ra đấy. Tiếp theo, để bàn về việc một bộ phim có phải là một bộ phim điện ảnh hay không thì chúng ta sẽ đánh giá nó dựa vào các tiêu chí là kịch bản, màu sắc, các thông số kỹ thuật. Thường thì các bộ phim điện ảnh của phương Tây, nghĩa là tiên tiến ấy, sẽ yêu cầu những yếu tố đấy rất là cao. Mình muốn kể cho các bạn một ví dụ như thế này. Đấy là trước mình có đi xem một bộ phim, phim 65. Phim này về cơ bản là The Last of Us phiên bản khủng long. Bộ phim rất là tệ, nhưng mà những cái yếu tố cơ bản của điện ảnh thì vẫn được đảm bảo. Hình ảnh vẫn chấp nhận được này. Người ta dùng những cái màu như là xanh và tím ở cả phim để mà toát lên cái sự buồn bã bất lực của người cha mất con. Lời thoại thì nó rất là ít và nó tệ, nhưng mà ngôn ngữ điện ảnh thì vẫn được bảo đảm. Hai cha con trong một khung hình luôn có một khoảng cách ở giữa. Nó như chính sự xa cách mà họ dành cho nhau, khi thậm chí còn không chung ngôn ngữ. Còn về phim Việt Nam thì sao? Hãy mổ xẻ luôn một bộ phim được chê bai thậm tệ gần đây, nhưng mà vẫn được đem đi flex khoe doanh thu, Nhà Bà Nữ. Phim này dùng toàn là màu nóng, như là cam này, đỏ này, vàng này. Nó là cái màu cho sự vui vẻ, sự hạnh phúc, sự ấm cúng. Nói chung là làm người ta nghĩ đến Tết. Lắp vào câu chuyện trong phim lẫn cái dịp ra mắt phim thì tông màu này khá là hợp. Cái phân đoạn mà Nhuận trốn đi uống bia thì gặp bà ngoại Ngọc Ngà, chúng ta có thể thấy là khung hình này được cắt rất là chuẩn xác. Vị trí của hai nhân vật nằm chính giữa và được làm nổi bật lên. Vậy là về cơ bản những yếu tố về màu sắc, thông số kỹ thuật thì các bộ phim mà tôi vừa nói đến đều đáp ứng được như nhau. Chúng ta cùng chuyển sang yếu tố tiếp theo, kịch bản. Nhưng mà trước hết chúng ta cần làm rõ mục tiêu của đạo diễn. Nếu đánh giá một bộ phim điện ảnh, chúng ta cần hiểu đạo diễn định sản xuất nó dưới dạng nào, phim nghệ thuật hay là thị trường, cũng như bất kỳ một bộ môn nghệ thuật nào khác, vẽ này, âm nhạc này. Phim nghệ thuật sẽ thường là cái mảnh đất màu mỡ để mà đạo diễn phô bày ra cái mã nghệ thuật của mình. Một bộ phim như kiểu Tenet không phải là nơi mà chúng ta có thể vừa xem vừa gập bụng, đúng không ạ? Và đó là lý do xuất hiện dòng phim thứ hai, thị trường. Thị trường về cơ bản là cái chợ. Mà ở chợ thì người ta chỉ cần bán được hàng, bất chấp mọi giá. Đó là lý do mà nhiều phim điện ảnh hiện tại của Việt Nam bây giờ sử dụng những người nổi tiếng, thủ thuật truyền thông, công thức hài giải trí để mà câu kéo khán giả. Và khoảng 10 năm trước thì nó đã rất thành công. Bây giờ thì... Quay lại vấn đề kịch bản thì một bộ phim chưa đánh giá việc hay dở cần đảm bảo rằng nó thuộc thể loại kịch bản gì. Kịch bản bão hồi, giàu kịch tính như là Toy Story, mảng miếng, kể chuyện phi tuyến tính như là phim Crash, phương thức biểu hiện ấn tượng như là phim Life of Pi. Một bộ phim gần đây không quá thành công tại rạp là Siêu Lầy Gặp Siêu Lừa, là loại kịch bản bão hồi truyền thống.
Nhưng hồi 1 bị xây dựng thiếu đi cái tính cao trào trong tình huống để mà đẩy số phận nhân vật vào đấu tranh. Ở hồi 2, nhân vật của Khoa chỉ có một phân đoạn đơn giản là trốn nợ để mà trở thành lừa đảo. Nó quá là ngắn để mà thuyết phục người xem. Hay như nhân vật chính của anh Tú khi mà thậm chí không có background luôn. So sánh với một bộ phim hoạt hình như là Toy Story, mâu thuẫn manh nha xuất hiện khi Woody đang là món đồ chơi yêu thích của Andy, cho đến khi Buzz xuất hiện. Động cơ của Woody là khiến cho Buzz biến mất vì cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Và sự kiện cao trào là Buzz thất lạc. Mọi tội lỗi được đổ lên đầu Woody. Dựa vào cái động cơ đáng tin đó thì hành trình của Woody ở hồi 2 và hồi 3 mới ý nghĩa và khiến khán giả muốn theo dõi. Thực ra thì cái sự yếu kém kịch bản ở Việt Nam còn đến từ nhiều vấn đề khác nữa, đó là sự thiếu hụt kịch bản chất lượng. Nếu mà có học qua các lớp về kịch bản và dựng phim thì chắc là bạn sẽ nghe kể rằng là nghề biên kịch ở Việt Nam đang bị coi là một nghề khó sống được. Tất nhiên là trừ khi bạn rất giỏi, khoảng 5%, nghệ thuật mà không có gì ăn thì cũng chịu thôi, kiểu vậy. Yếu tố tiếp theo là lời thoại. Theo như định nghĩa về điện ảnh đã nhắc thì nó sẽ là kể chuyện bằng hình ảnh là chính. Thoại ra đời sau để phục vụ những thứ mà hình ảnh bất lực. Ví dụ là chúng ta có thể diễn tả một người giàu có bằng cách cho anh ta nằm ở sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ với những dãy nhà và dòng người lướt qua ở Hồ Tây. Nhưng khi diễn tả hai người yêu nhau trên phim chẳng hạn, những cái ôm, nụ hôn và tập cardio trên giường là chưa đủ. Nó cần những lời nói để mà khẳng định mối quan hệ đó. Yêu phải nói, đói phải ăn. Một điểm hạn chế nữa của phim Việt ngoài rạp gần đây là lạm dụng thoại. Tiêu biểu là bố già của Trấn Thành. Con cãi nhau với ba, con cãi nhau với chị của ba, con cãi nhau với em của ba, con cãi nhau với cả con của con. Thật ra cái điều này ngoài đời có thật, nhưng mà nó sẽ tạo cảm giác như kiểu tôi khổ tôi phải la to lên cho người ta biết ý. Bộ phim Lam, đôi vợ chồng chẳng nói với nhau nhiều nhưng mà cứ lặp đi lặp lại những hành động để phát chán. Đó chính là ngôn ngữ điện ảnh. Người xem tự cảm nhận được những tổn thương của câu chuyện đó một cách rất là yên tĩnh và sâu sắc. Yếu tố tiếp theo là kiểm duyệt. Nói một cách công bằng thì phim điện ảnh Việt Nam từng có những tác phẩm chất lượng nhưng mà lại không thể vượt qua được kiểm duyệt. Mọi người tò mò về câu chuyện ma có thật Thiên Linh Cái, nhưng để mà ra được rạp thì nó đã bị cắt xén đến đáng thương. Hay là câu chuyện quá trần trụi của vợ ba đến mức mà nó không được xuất hiện ở Việt Nam. Nhưng mà theo hướng tích cực thì kiểm duyệt là cần thiết và nó đang làm tốt ở nhiều mặt. Mà tiêu biểu nhất là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nó làm bay màu tất cả những bộ phim liên quan đến vấn đề này như là John Wick 4 này, Uncharted này. Yếu tố cuối cùng là diễn xuất. Để mà nói thì công việc sáng tạo nói chung mà muốn đạt đến cảnh giới của nghệ thuật thì cần rất là nhiều yếu tố. Nó là sự hòa hợp của giáo dục này, kinh nghiệm này, trải nghiệm này, nhân sinh này. Đó là lý do mà những người có tuổi thường kể chuyện cuốn hút hơn là người trẻ. Các diễn viên trẻ của điện ảnh Việt Nam rất là tài năng, nhưng mà họ đang bị trói buộc vào công thức của doanh thu, của kịch bản. Các đạo diễn thì vẫn đang trong giai đoạn xem xét thị hiếu và cần tiền để mà làm những tác phẩm tốt hơn. Mình từng nghe một lời chia sẻ như thế này: tôi rất muốn giúp được nhiều người, nhưng mà trước hết cần phải đạt trạng thái tự do tài chính đã, vì nếu mà không có tiền thì còn chưa giúp được mình cơ. Và câu chuyện người Việt làm phim Việt cũng tương tự với lời chia sẻ đấy. Chắc là mình phải kiên nhẫn. Vậy cuối cùng những lời chỉ trích của các bạn về tình trạng phim Việt hiện tại là đúng hay là không? Câu trả lời là đúng, đúng vãi chưởng, nhưng mà cũng hơi phiến diện một tí. Bởi vì làm phim là câu chuyện rủi ro với đơn vị tính bằng tiền tỷ, là công sức của rất nhiều người, chưa kể mục đích của một bộ phim điện ảnh cũng vô cùng đa dạng. Hãy nhìn vào một sự thật rằng nền điện ảnh non trẻ của chúng ta đang rất hoang mang và cố gắng. Với những mắt biếc, tôi thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Song Lang, Em và Trịnh bỏ tiền ra để xem những bộ phim thị trường chưa chắc đã là lãng phí công sức lao động như các bạn đã nói. Vì có thể dòng tiền của các bạn đang giúp một đạo diễn nào đó tích cóp đủ để mà đạt trạng thái tự do tài chính và sẽ cho ra đời một Parasite Việt Nam thì sao? Chả biết nữa, có thể họ đang làm, có thể họ không. Vậy nên là hãy bình tĩnh, bởi vì không bình tĩnh thì cũng thế. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.